Bến Tre, trời ơi, mình nói là không phải thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Bến Tre cả nhà. Thì đó vị trí là bờ hồ của mình, đó bờ hồ của mình chạy thẳng ở đây, là khu phố văn hóa hẻm chính Nguyễn Trung Trực, ở dân từ quận số 9. À, thì bây giờ là mình sẽ lên cái nhà đồng hành mình để cho đây xem món nem nướng bò đun và nem nướng bò đun bò lá lốt. À, thì này đã qua hai mấy năm của gia đình, thì bây giờ mình sẽ lên cái nhà đồng hành của mình để vô xem món đặc sản của Bến Tre mình nha. Thì bây giờ là mình sẽ mời cả nhà đồng hành mình. Quán này rất là đông cả nhà. Đây là món bò lá lốt. Đây là nem nướng bò đun. Đây là nem nướng, đây là bò đun nha cả nhà. Đây là bò lá lốt. Đó, quán mình mở từ 4 giờ cho đến 9 giờ là hết. Cả nhà mình nhanh tay, còn chậm tay hết luôn nha cả nhà. Đó. Người đẹp này là dòng họ gia tộc ở trong cái món nem nướng của Mười Hoa. Bây giờ là mình sẽ mời cả nhà vô đây xem. Đây là cái món nem nướng. Cái này là lá lốt. Lá lốt. Rồi đó cả nhà. Rất là đặc biệt nha. Ăn ngon nha. Một phần vậy á. Một phần vậy nhiêu tiền? 123 sâu. 123 sâu rồi cả nhà. Mà bán và ăn là ngồi đợi đợi mà xỉu luôn rồi cái dĩa mất tiêu luôn cả nhà, một mất nha, không còn bóng dáng em đẹp xinh nào hết. Đây là món nêm, nếu cái nhà ăn món nêm không được thì ở đây có hai loại nước chấm, có nước mắm với tương, ba loại nước chấm, nếu ai không được thì đùi bảy bá hành nhân công nha. Đây là của mình đó nha cả nhà, à, của hai chị em mình. Nước chấm đây là nước mắm nêm, cả nhà hôm nay có ba loại nước mắm nêm, nước mắm thường, mắm chua ngọt và nước tương hộp. Đây là cái tô bún nêm. Rồi ăn đi Tú. Đây là Tú sẽ review nha cả nhà. Rau này là không thiếu cái món gì hết. Cái này là nước miếng nó chảy ròng rã luôn cả nhà ơi. Cái này là đung. Bò đung hả? À. Rồi xong, nó đi còn nhảy cả nhà, nó còn sống nó nhảy ra ngoài. Cái ta cuốn hay lắm. Ta cuốn hay thì mình thôi mình cũng cố gắng cuốn hay chút xíu đi. Đó. Rồi bây giờ là Tú sẽ chém. Nhậm nêm mắm nêm đó nha cả nhà. Cảm giác thế nào Tú? Chưa mà. Ngon hả? Ngon ăn nữa đi. Tú ăn mà nước miếng hồi nãy phải chảy thôi nha. Đây xin cảm ơn nha. Uống mày ớt nữa không? Bây giờ là mình sẽ cái gì phải không? Review món bún thịt nướng nha. Bây giờ vô hả? Này nem. Nước mắm nó đặc như vậy nè cả nhà. Đó. Không còn vị để nào nấu nữa nè. Chúc cả nhà ngon miệng nha. Mình trộn lên cho nó đều, cho nó thấm gia vị kìa. Và có đậu. Quá ngon luôn cả nhà ơi. Trong khi đó Tú đã review với nem nướng đã hết chưa? Bò đun nè, nem nướng nè Tú. Ăn nem nướng thử đây. Thì bây giờ là mình xuống cái nhà nha. Đó.
mắm này chua chua ngọt ngọt, ăn rất là ngon, không có gì mặn quá, rất là chua chua. Trời đó, ngoài trời để chúng ta ăn ở bên đây vòng vòng thôi, thì mình hẹn cả nhà vào lúc sau nha, bye bye, see you again.